giờ ngồi đứng gì nằm luôn bảo. Lo quay đi chừng cái nào những cái gì chịu khó cắt ra là điện xả các con, các con sao chứ không nãy ông cưỡng chổi là dữ lắm rồi đó. Đó bụng à, hay có thiếu bia rung tay không sao kỳ vậy, cự ly xa quá. Đây đó, 5 rồi xong anh về xuống dứt mẹ lên đây anh xuống đây cũng mệt bạn không à, gào mà rút hang mẹ rồi. Đây cá bự qua cầu kìa, lại đắng qua cầu rồi. Qua cầu vô hang giả, vô hang ở hả? Đây không có hang nào, hang giả nó đào qua mấy kia luôn á. Qua cầu, qua cầu vô đi cầu đó em bắn cá nữa. Thôi bây giờ con cái bên nó kìa, bây giờ trúng trúng cái đuôi nó xiên đuôi cũng vậy, đẳng nó sẽ đẳng đội chứ. Để mình râm các bạn coi nè. Qua wow, cá bự không các bạn, thấy không? Râm lại đây coi. Đó, đang con nè. Cá bự không à. Đang con nữa nè. Lúc động. À cá khủng không các bạn, cá không sao, cá bự bự không à. Khúc củi không. Má này thục chừng được 10 con vậy đủ dư xăng luôn. Mực. Nghĩ nó bự cả đó là biết khó ăn cỡ nào. Nghe cái nhỏ là nghe nhỏ. Này ta ăn hết rồi. Trời ông bắn nó bảo. Tại đó nó còn nó chưa chu hang mà. Trời quay nhức nản. Mà mấy con này nó bự rồi thành gì ta? Thì cũng càng bự thôi. Cái cá mới bắt thì nó bự hơn nữa. Nhưng mà ít khi nào nó bự hơn nữa. Chết. Ai rồi cũng phải chết. Rồi. Phải xích xuống cái nữa đã tốt nhiên đạn rồi. Rồi xong luôn. Rớt. Rớt các bạn. Lụm mì. Con sổ luôn anh. Tay quay. Giật 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 lên nó bị yếu rồi. Bị yếu rồi á. Thì tự canh thôi. Không đi không. Xé mày xích xuống vô. Đưa mấy thằng xả bắn mấy cá này nó cũng mệt. Chết chưa? Chết rồi, chết như nằm nguyên đó. Rồi các bạn, đây là thành quả từ sáng giờ mình đi bắn cá không sao rồi. Về các bạn, giờ cũng có một mớ này mình nướng nha các bạn, lửa cũng đã đốt rồi, giờ chờ than nướng.
nước mồi các bạn, chứ không có làm nướng siêu ca gì, làm theo này kia mình làm đơn giản đi. Có bồ tạc không ăn bảo bảo biển ăn tôm sống các bạn, ăn bị sáng đáng chịu nè, thử thách ăn tôm sống vậy. Ăn làm thử cá sống coi, cá này giờ chết luôn à, quá ngọt. Cá này đâu có thanh đâu. Rồi giờ chuẩn bị nướng, còn mới thơm nên trong đó mà tôm bự đi đó, mấy cái đầu rồi bỏ ha bảo, cái đầu mới ngon nè bảo. Đẹp nướng má ơi. Được, cá không sao khủng các bạn. Đó lần đầu tiên qua phim cái thấy cá không sao khủng nha. Đó các bạn thấy không? Quá đã không? Cá không sao được. Hết hồn. Cái bóng này là hiếm lắm các bạn, bắn nó rất là khó. Tính ra có chừng chục con này là kho, cái này là kho xả ớt hay kho gì ăn cơm ngon đó. À, cá quá khủng, đạn nó bắn à. Cơm cá nướng mồi. Trời chỉ mưa các bạn ơi, trời âm mưa quá, không biết cái cuộc nướng mồi này không biết có được, giống như mong muốn mưa tới cái coi như bỏ cổ luôn nha các bạn. Hy vọng nướng chín xong rồi mưa nha. Trời âm mưa quá nè các bạn thấy không, quá âm mưa. Giờ không biết chút đựng cho dính dính than giống như bữa hổm. Giá mà nó chín xong mưa không được. Vô lấy chiếc đũa. Ừ. Nè. Đồ dính dữ ta. Má này nó phá gấp hơn đũa. Này vừa thấy trắng trắng da là chín rồi bạn. Mẹ sao này gấp khó vậy? Gấp mới đéo thở được. Nó mấy vậy là trở qua chín rồi, vô lấy cái đầu đựng. Đó, nó bỏ ra đi chín rồi. Chín rồi các bạn. Tại cá này nói chung là mình vừa chín tới ăn ngon, cái này cá này mình không sợ sống. Nó có mấy con cong cong nữa mình khó tở. Lên hết luôn các bạn ơi. À, cá bự má cái bụng. Hay con mấy nhỏ nhỏ là mấy con này như cái khác con này trở mình các bạn. Hình gió không phải mưa.
Má tôm mình để vô cái đỏ đã ha. Đúng là tôm. Ngộ ha. Tôm cái để vô đỏ lói các bạn. Ngắp chín nè. Không gió mà trời gió càng lớn còn phái nữa. Đây con cá nhỏ này như chín này bà. Chín rồi. Này đúng là cá có nhiều á, cái về mình không cũng không mặn thì mình rửa sạch cái có đâm ớt cái tỏi đồ tét lên nhiều làm thao cái sỏ vô sâu nướng cực kỳ luôn, mà nướng than đá mình đi ăn giả. Cá bự chín lên luôn ạ. À, đã các bạn ơi, hấp dẫn không? Quá hấp dẫn, quá ngon luôn. Hay đi có hai anh em nha các bạn. Ít nhóm này ít người. Có thằng Ninh mà đã nó động á. Nay cũng làm biếng à. À nó chảy nước. Cá nó bỏ không? Ừ. Không. Chính là các bạn chờ đem vô nhà ăn nha, chứ mình không dám để ngoài đây ăn các bạn, tại trời chuyển mưa quá, trời mù quá các bạn thấy không? Rồi chuẩn đen thui luôn rồi. Giờ di chuyển nha, vô nhà. Rồi, em vô nhà rồi chuẩn bị mời các bạn review nha. Nên chắc hình thấy nên học dám ăn. Lấy chén ăn. Quýt mà hiếm nha các bạn, miếng khi đói bằng gói khi no. Có tắt chanh không nha chị hai? Có chanh tắt gì không? Mật. Các bạn ơi. À, chó này ngoan lắm các bạn. Mỗi lần qua lại sửa dữ lắm mà đi đâu đi theo á. Chó này bảo sáng này mới nói chó lần đầu tiên mới thấy chó tắm xong, chó tắm chó chứ. Chó tắm cũng là nữa. Đại bảo dương hai tắt vô mua ăn nó mạnh miệng mời các bạn dùng nha. Đây mình kết thúc video dạch tại đây nha các bạn.